đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con đã đọc xong rồi con ạ. Kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Tha giác. Kính cảm ơn Tâm Pháp. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức vừa ban đắc vào đạo tràng. Nhục Bình kính cảm ơn Xích Rằng Đông Xích Tâm Pháp và Nhục Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa Nhục Bình kính chào đạo tràng và cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Có nghe được âm thanh Nhục Bình không? Có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Tâm Phương ơi, hôm nay có trả bài được không Tâm Phương? Dạ, vậy mời cô nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tâm Ma, dạ, Nam Mô Sang Ca, dạ. Xin cảm ơn Nhật Quỳnh và Trần Đạo. Đừng nói cho biết là nghe cho nhà con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con kính đảnh lễ thượng tọa pháp tân cùng với tôi cũng trong anh em mà con cũng được biết. Nhà xin kính chào quý cha, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, xin cô Nhật Quỳnh bước cho cái bài. Dạ, cảm ơn chú Ba Thả Ná. Dạ, sau đây xin kính lễ cô Tuệ Duyên mới vào với đạo tràng. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài kinh Tiểu Bộ ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đạt tầng, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với ác ma, bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỳ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên, bậc Như Lai, Phật Đà, bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc đoạn tập, tất cả được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ. Xin mời cô Tệ Duyên, nghĩ thấy còn giờ mời cô Tệ Duyên nha. Xin đến. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rì rất là nhiều. Dạ, cô đang bận biểu mà cô cũng cố gắng lên trả bài, cảm ơn cô. Dạ, cô tu nữ Tại Viên rất nát rồi phải không quý vị?
Hôm nay Nhật Bình thấy có bàn tay mà giờ nó mất tiêu rồi. Alo, alo. Dạ, đạo tràng còn thấy cô. Má Nhật Bình không thấy cô Tuệ Duyên. Ồ, cô Tuệ Duyên không nghe. À, vậy là thôi, giờ Nhật Bình xin phép được đọc bài. Lúc nào cô nghe thì cô đưa bàn tay của mình lên nha. Dạ, cảm ơn Tâm Pháp. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, đạo tràng, dạ. Vậy là cô Tuệ Duyên bị rớt rồi. Kinh Tiểu Bộ Itibuttaka chương 3, ba pháp, bài 68. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận? Này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người bị trói buộc với ác ma, bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỳ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận? Này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Cảm ơn Đăng Đông và con xin sám hối với đạo tràng. Bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Này các tỳ kheo, với ai tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận? Này các tỳ kheo, người ấy được gọi là người không trói buộc với ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên, bậc Như Lai, Phật Đà, bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh thấy cô Tuệ Duyên chạy ra chạy vào rất là nhiều lần, có lẽ là cô không nghe được rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, Xích Sương Mai, Cẩm Vân, Huynh Quách Thanh Lá, Xích Trần Đông, Xích Trần Đào đã hoan hỷ lên Xích Tâm Pháp, đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ con thấy cũng vừa đúng giờ để chúng con học bài mới ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài hôm nay là câu Tiểu Bộ Kinh 69. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat ga ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat ga ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat ga ha. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi.
Viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Tuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Trước khi con thỉnh thượng tọa pháp tân lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con xin phép được đọc chánh văn. Và cảm ơn huynh rất là nhiều. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3, ba pháp, phẩm 2, bài 69, La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Với tỷ kheo, hai tỷ kheo ni nào? Này các tỷ kheo, ăn chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, này các tỷ kheo, vị ấy gọi là vị chưa vượt qua đại dương. Với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương. Với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến với ai đã từ bỏ tham, sanh và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này với cá mập và so với sóng biển hải hùng rất khó được vượt qua, là vị vượt ác triền, đã từ bỏ thần chết, không còn sanh, không còn có sanh ni, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy làm ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bài chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Nguyên Thông, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nhà cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở cái bài học hôm nay là chúng ta học bài số 69 La Mã. Trước khi giảng bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo để tập Arahang Sammasambuddho Buddhavagavan Apikwadeemi. Nhất tâm định lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami.
Ý tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khổ, ly khổ đắc lạc thì thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibhano phagavato savakasanko sankang namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện tam bảo gia hộ chư tu, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta còn một bài nữa, bài cuối cùng để chúng ta sang một phẩm khác. Bài hôm nay là bài số 69 La Mã. Phần văn thì chúng ta đã nghe đọc rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ nhắc lại những cái ý chính ở trong nội dung của bài kinh này. Đức Phật ngài dạy rằng chư tỳ, một vị tỳ kheo ấy á, là một vị ấy được gọi là vị chưa vượt ra đại, chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với các loài la sát, các kheo. Với vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo ni nào tháp đoạn tận, sân đã được đoạn, si đã được đoạn tận. Tỳ kheo ấy, này các tỳ kheo, vị ấy đã được gọi là đa đại dương, với sóng thật, sóng ngầm, với sóng biển, sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với cá sa, đã vượt qua kia, bờ kia. Vì bà là vị bà la môn trên đất liền. Thì ta sẽ tìm hiểu coi Đức Phật ngày dạy chúng ta về mấy ý nghĩa ở trong đây. Nói về sóng biển và sóng ngầm thì ở đây quý vị nó thuộc về đời sống luân hồi giữa luân hồi và giải thoát hoàn khác nhau. Và nếu mà chúng ta bị cái sóng biển này giữa biển và đại dương thì chúng ta hiểu đây là giữa cái đời sống luân hồi và sự giải thoát. Như trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngài dạy rằng bến bờ sanh tử đông vầy, bến bờ giải thoát một vài người qua. Có nghĩa là ở đây đó là Đức Phật ngài nói giữa cái người mà bị luân hồi đó thì nó nhiều lắm, và đối với bến bờ giải thoát thì chỉ một số ít thôi. Thì cũng như trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài nói các thầy tỳ kheo đó thật sự ra là luân hồi là vô thủy, luân hồi là vô thủy, có nghĩa là từ trước tới nay đó, từ xưa tới giờ, từ vô thủy tới giờ đó, thì chúng ta luôn luôn chịu cái sự luân hồi, lặn hợp ở trong luân hồi này. Và luân hồi thì ở đây chúng có nghĩa là chúng ta sẽ tái sanh ở trong 31 cõi. Hầu như là chúng ta có mặt hết, ngoại trừ là cõi ngũ tịnh cư thôi. Cõi ngũ tịnh cư là một trong những cái cõi tứ thiền trong kinh Tạng, hay là cõi ngũ thiền theo gì diệu pháp thuộc về thiền sắc giới đó. Thì cõi ngũ tịnh cư nó có năm cõi: vô phiền, vô hiện, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Thì bởi vì cái cõi này đó là cõi của bậc thánh, mà bậc thánh là phải là bậc thánh tam quả hoặc là bậc thánh tứ quả có mặt ở đó. Và sau khi mà các ngài có mặt ở đó tiếp tục tu tập nữa, đến khi mà đào mà các ngài bỏ thân ngũ uẩn là tại đó, thì các ngài niết bàn giải thoát luôn. Như vậy thì trong 31 cõi đó, chúng ta trừ ra 5 cõi, dường như là chúng ta còn lại như 27 cõi chúng ta có mặt ở trong các cái cõi đó hết. Từ cõi khổ, cõi vui, có đủ hết.
cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc chúng ta đều có mặt. Như vậy thì luân hồi ở đây đó, chúng ta hiểu rằng biển, với sóng biển và sóng ngầm, ở đây chúng ta hiểu rằng đó là cái đời sống luân hồi, luân hồi của chúng sanh lặn hợp, trôi trồi khi trồi khi hợp, khi như thế này đó thì chúng ta cứ trôi dạt ở trong ba cõi đó thôi, chứ chúng ta chưa vượt ra khỏi. Mà ở đây Đức Phật ngài nói là một vị tỳ kheo hay là một vị tỳ kheo ni, thì chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ cho cái người tu, chứ không phải là chỉ những vị tỳ kheo không. Trong đó có những người cư sĩ nữa. Nếu chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải chịu những như thế này. Chúng ta cũng phải chịu luân hồi, bị luân hồi tác động, rồi chúng ta cũng bị những cái pháp mà nó chi phối như thế này. Khi mà nói đến luân hồi là cái sự trôi lăn ở trong 31 cõi. Bây giờ nói đến nước xoáy, nước xoáy ở đây đó, thì các vị cũng biết đó là nước xoáy ở đây đó là cái gì. Chúng ta bị cái gọi là những cái pháp lậu hoặc, những cái pháp bảo lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây ấy, tức là những cái pháp lậu hoặc là cái pháp mà ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh trong luân hồi. Ngâm tẩm và nhận chìm chúng sanh luân hồi. Mà ở đây có bốn pháp, tức là kamasawak, rồi pawasawak, dithasawak và avichasawak, có nghĩa là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Bốn pháp này. Như vậy thì thường thường đó, chúng ta biết ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì Phật thuyết bắt đầu khởi đầu là cái yếu tố của duyên vô minh, của gốc rễ là vô minh, cái pháp vô minh trước đó. Vô minh thì duyên cho hành, avicca paccaya sankhara đó, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não. Thì thường là chúng ta được biết đó là trong giáo lý duyên khởi thì Phật thuyết xuôi, rồi sau đó thì Phật thuyết ngược, có nghĩa là pháp này có thì pháp kia khó, có nghĩa là xuôi, tức là vô minh có thì hành có, hành có thì thức có, thức có thì danh sắc có. Tương tự như vậy, nếu mà thức diệt á, thì những cái pháp kế tiếp sẽ được diệt. Thí dụ như là hành diệt thì vô minh diệt. Đó là Đức Phật ngài thuyết ngược. Thì trong giáo lý duyên khởi đó, sở dĩ pháp này có cho nên là có pháp kia. Do pháp kia tạo ra pháp này, và pháp này có thì pháp kia có. Đó là lẽ đương nhiên ở trong cái đời sống luân hồi là vậy. Bây giờ khi mà nói đến dòng nước xoáy ở đây đó là chúng ta bị cái sự chi phối của dục lậu. Nước xoáy ở đây có nghĩa là chúng ta bị chi phối của dục lậu. Dục lậu. Dục lậu là sao? Dục lậu tức là tâm của chúng sanh phàm phu. Nói chung và mọi người đó trong cõi nhân loại chúng ta nói riêng á, thì bị chi phối của các cái dục, tức là sắc, thinh, nương, vị, xúc đó. Khi mà đắm nhiễm ở trong đó, đắm nhiễm ở trong ngũ dục, nếu nói trong di diệu pháp, tức là tâm tham, trong tám, trong bốn cái tâm tham đó, tâm tham, trong tám cái tâm tham mà bất bốn tâm tham không có tương ương tà kiến đó, ly tà đó, thì những cái tâm tham này chúng ta chỉ đơn thuần nó chỉ là sự đắm nhiễm ở trong năm dục mà thôi, đắm nhiễm trong năm dục. Mà vì sao đắm nhiễm trong năm dục mà gọi là dòng nước xoáy, tức là chính bị trong năm dục đó nó chi phối, nó lôi kéo và nó quấn chúng ta, giống như nó cuốn chúng ta vào trong cái dòng nước xoáy đó, dòng nước xoáy đó.
chúng ta bị cái sự chi phối của dục bọc lưu đó. Cái bọc lưu ở đây đó là dòng nước thôi. Bọc lưu là dòng nước, và chúng ta bị cái dòng nước xoáy đó, tức là dục bọc lưu, nó chi phối. Và chính cái sự tham đắm và dính mắc ở trong dục bọc lưu đó, cho nên là nó mới sinh ra. Ban đầu nó chỉ là thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thôi. Nhưng mà đó do nó cường thịnh mạnh á, ái nó cường thịnh mạnh, tham nó cường thịnh mạnh á, thì nó sẽ sinh ra thủ. Mà ở đây liên quan đến cái dục thủ, càng nổi đến càng thủ bất thiện là như nước đầu tiên, dòng nước của cái gọi là dục lưu, nước sói ngũ dục đó, sắc thương vị cũng như một người mà do đắm nhiễm, vì sao có mặt ở là đắm nhiễm ở trong ngũ kiến chúng dục của chúng đội, thì hay nó là chúng tạo nghiệp thấy vậy, thì do chúng ta đắm nhiễm cho nên chúng ta có mặt ở trong cõi dục. Nói chung là trong đó có cõi nhân loại của chúng ta. Chúng ta đắm nhiễm ở đâu, ví dụ như chúng ta thấy rằng là có một lần nọ ông hai ông du sĩ ở trong kinh Trung Bộ có nhắc đến hai ông du sĩ. Hai ông du sĩ này là do cái pháp thực hành thôi. Cho nên là một ông mà thực hành theo hạnh con chó, tức là ăn uống đi đứng giống như con chó. Rồi một ông thì thực hành theo hạnh con bò, thì ăn uống sinh hoạt giống như con bò. Thì hai ông này cứ nghĩ rằng cái sự tu của mình á, cái thời gian tu của mình nó dài như vậy, và cái pháp môn tu của mình á, là nghĩ rằng là nó kết quả khi mà được gặp Đức Phật hỏi, thì hỏi tới ba lần thì Đức Phật mới hỏi ba lần như vậy, thì đến lần thứ tư thì Đức Phật mới trả lời rằng là người mà có sở hành như thế nào thì có kết quả như thế. Thì ở đây mình muốn nói là trong giáo lý duyên khởi đó, thì hành thì phải là duyên cho thức. Chúng ta thấy có cái hành động mà hành động, cho nên là do hành động của giống như con bò, hay là hành động giống như con chó đó, cho nên là có kết quả thì sanh lại làm con bò và con chó. Thì hành là duyên cho thức. Thì trước tiên là nói đến cái dục bộc lưu, tức là cái dòng nước xoáy bởi dục. Cái dòng nước xoáy thứ hai ở đây là bởi cái sự sanh hữu, tức là chúng ta có một cái sự mong ước, mà cái gì mà mong ước, chính cái ái tham khiến cho chúng ta mong ước, khiến cho chúng ta mong ước. Mong ước cái gì ở hiện tại, mong ước cái gì ở tương lai. Thí dụ như đời này mình mong muốn như vậy, nhưng mà rồi mình lại có mong muốn ở đời sau nữa, đời sau phải được như thế này thế nọ. Cái mong ước đó nó khiến cho ta có sự hiện hữu ở trong tương lai, mà trong kinh gọi đó là hữu.
tại đó là sanh hữu. Rồi chúng ta mong muốn mà chúng ta nghiệp, những là trong chúng điều nghiệp thì mình rồi đó là chỉ mà chúng ta là xuống loại mà trong kinh gọi đó là noãn sanh, loại sanh bằng con thì chúng ta gọi là thai sanh, loại sanh là sự biến quá thì gọi là quá sanh, và một loại sanh ở nơi ẩm thấp như là cá, côn trùng hay là dế gì đó vân vân, thì những cái đó đó thì gọi là thấp sanh. Cho nên cái đó gọi là sanh hữu, khiến chúng ta có mặt, và nghiệp hữu là do chúng ta tạo tác mà chúng ta có sự hiện hữu ở trong đời sống ở tương lai. Như vậy thì chính cái ước muốn đó khiến cho chúng ta có mặt ở trong tương lai, dù cõi đó là cõi vui hay là cõi khổ. Bây giờ chúng ta đang gặp khổ đây, thí dụ như một người nào đó đang gặp khổ thì mong muốn ước vọng ở tương lai mình được quả mai, là mình được hanh thông được một chút nữa thì mình mừng rồi. Nhưng mà chính cái ước muốn đó đó, nó là cái làm cho cái động cơ khiến cho mình có cái hành động, và do cái hành động cho nên chúng ta tạo nghiệp, cho nên là chúng ta có sự hiện hữu ở trong tương lai. Thì chính cái đó nó cuốn xoay cho chúng ta trong dòng luân hồi, chính hữu lậu đó. Rồi bây giờ nói đến kiến lậu, tức là cái quan điểm. Cái quan điểm thường là trong cái quan điểm đó là người ta chấp vào cái có và cái không, cái có và cái không, mà trong kinh gọi đó là cái có đó, tức là chấp thường đó, thì gọi là chấp thường đó gọi là sasatadithi, tức là điểm chấp thường, cứ nghĩ rằng có một cái gì đó nó hàng hữu, ngay cả cái gì đó mà chúng ta gọi đó là linh hồn, đại ngã, gọi đó là cái gì tánh tánh á, nói chung là miễn nói cái gì đó nó trường tồn bất biến, thì hoàn toàn theo Phật giáo truyền thống không chấp nhận như vậy, mà tất cả các pháp đều là do duyên sinh hết, do nhân duyên hết, không có cái gì mà trường tồn bất biến. Như vậy thì chúng ta chấp cái gì nó trường tồn, nó hằng hữu, nó mãi mãi, nó luôn luôn như vậy, thì cái đó chấp vào cái quan điểm thường. Và cái quan điểm chấp đoạn, tức là sau khi chết là hết, và cũng không có nghiệp báo, không có luân hồi, không có ân đức của tam bảo, ân đức của cha mẹ thầy tổ, không có quả của nghiệp thiện, không có quả của nghiệp ác, thì cái người quan niệm như vậy là chấp đoạn, không có đời sau, gọi là chấp đoạn. Mặc dù là chư tổ đức chúng ta thường nói là ninh chấp hữu như tu dây sơn, mà mạc chấp vô như giới tử, thà là chấp có thì như núi tu di, còn hơn là chấp không như là hạt cải, như là hạt cải. Nhưng mà sự thật ra hai cái chấp đó đó đều vướng ở trong cái kiến hết, cái quan điểm của mình hết, tức là kiến lậu hết. Cho nên là nếu mà ai mà thấy rằng là cái gì mà tự động nó rỉ chảy ra, nó tươm ướt ra đó, giống như chúng ta phơi mà cái trái chuối rồi bắt đầu tự động nó tươm mật ra đó, ai phơi chuối khô thì biết nó tươm mật ra, thì cái lậu hoặc phiền não nó là bản chất nó khi có cái điều kiện thuận lợi thì tự động nó sanh khởi, chứ không phải là nó ở đâu. Nhưng mà có điều kiện thuận lợi thì nó sẽ sanh khởi. Giống như chúng ta phơi trái chuối tự động mật nó tươm ra. Vậy thôi, hạn nắng nó vừa đủ, vừa mức độ nào đó thì bắt đầu là trái chuối nó sẽ khô săn lại, thì bắt đầu mật nó sẽ tươm ra. Nó tươm đến khi nào mà nó vừa đủ thì ta gọi là cái trái chuối khô. Cái trái chuối khô. Còn không thì cái trái không có phơi thì gọi là trái chuối bình thường thôi. Đó là như vậy. Rồi cái phiền, cái lậu hoặc kế tiếp nữa là lậu hoặc thứ tư đó, thì gọi là lậu hoặc của vô minh. Cái vô minh này nó chi phối toàn bộ cái đời sống luân hồi của mình, do mình không nhận đúng với sự thật của nó. Mặc dù là chúng ta nói ở trong căn của bất thiện thì si nó đồng nghĩa với vô minh, tham nó đồng nghĩa với tham ái của mình, đồng nghĩa với ái của mình, sân là cũng vậy. Sân là mặt trái của tham thôi, nhưng mà nói lên ba căn bất thiện là như vậy. Nhưng mà khi nói vô minh á,
tức là mình không nhận đúng rõ thật cái bản chất thật của nó, tức là mình không nhìn đúng những cái, không thấy đúng với cái chân thật của nó, cái lý lẽ chân thật của nó, hay chúng ta nhìn không được như chân như thật. Vậy cho nên là cái vô minh này đó là cái mà làm cho chúng ta không nhận đúng với lại sự thật. Giống như trong kinh ví dụ rằng một người mà không có biết về khổ, không biết được nhân sanh khổ, không biết được cái sự chấm dứt khổ và không biết được phương pháp đưa đến chấm dứt khổ, thì cái người đó được gọi là cái người bị vô minh. Bị vô minh thì ở đây đó là không có rõ tứ đế. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vị mà A-la-hán mới thật sự đã đoạn trừ vô minh, còn cái vị tam quả thì cũng chưa đoạn trừ được vô minh nè. Chúng ta lưu ý vậy, vị A-la-hán đoạn trừ được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Cho nên là đến lúc đó thì cái vị A-la-hán mới đoạn đoạn trừ được. Thì đây là chúng ta đang nói đến cái dòng nước xoáy, dòng nước xoáy. Bây giờ nói đến cá mập và loài la sát ở đây đó là chúng ta hiểu là gì? Ở đây đó là khi mà mình bị ở trong cái dòng luân hồi sanh tử đó, thì mình đang trôi giống như là mình đang bơi ở trên mặt biển vậy đó, đang bơi ở trên mặt biển. Thì chúng ta bị cái gì? Bị cá mập, bị la sát ở đây đó là chúng ta biết là bị chi phối bởi các căn và các cảnh, mắt nhìn sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Mình không vượt qua khỏi các cái giác quan bị chướng ngại, tức là cái giác quan của mình bị chi phối vì những điều đó. Nói như vậy đó thì không phải là dễ, nhưng mà chính vì trong cái dòng luân hồi, trong cái dòng luân hồi, tức là mình chỉ cho cái sóng biển rồi đó, thì bây giờ đó chúng ta không bị vượt ra khỏi, không vượt ra khỏi những cái điều mà chính cái giác quan làm cho mình bị chi phối, tức là bị cái gì? Bị tham ái. Phật dạy rằng mắt mắt nhìn cảnh sắc á, chỉ là nhìn thôi, cảnh sắc cũng chỉ là cảnh sắc. Tai âm thanh, cảnh âm thanh á, cũng chỉ là âm thanh thôi. Cảnh khí nó cũng chỉ là cảnh khí, cảnh hương nó cũng chỉ là cảnh hương, cảnh vị nó cũng chỉ là cảnh vị, và cảnh xúc nó chỉ là cảnh xúc. Cho nên là khi mà tâm mà đắm nhiễm và sự chi phối vô đó, cho nên một người mà tu tập á, phiền não nó sanh từ ở các căn của mình, các căn của mình do không có thu thúc bằng chánh niệm tỉnh giác đấy. Cho nên là chính cái đó nó sinh ra chúng ta cái hệ lụy phiền não từ đó mà sanh khởi lên. Cho nên nếu một người mà bị chi phối bởi các giác quan, mắt thấy cảnh sắc, mình đắm nhiễm ở trong cái cảnh gì mà do mắt chúng ta thấy, rồi cái cảnh gì mà do tai chúng ta nghe, tức là cảnh thính, rồi cảnh gì mà do mũi chúng ta ngửi, đó là cảnh khí hay là gọi là cảnh hương. Rồi cảnh gì mà do lưỡi chúng ta nếm, thí dụ như là mỗi người có một cái sở khác nhau, một người là có cái sự đắm nhiễm khác nhau, có người nặng về ăn uống, mà có người nặng về ngủ, có người thì nặng về trai gái dục tính vân vân, có người thì nặng về danh vọng. Nói chung là với một người ấy, bị trói buộc bằng cách này hoặc là trói buộc bằng cách kia, thì đều là bị trói buộc hết. Chúng ta cũng biết đấy, là nếu chúng ta trói buộc bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm mà thân xúc chạm đó, thì rõ ràng là mỗi người có một có những sự ràng buộc khác nhau. Và khi một người mà không vượt ra khỏi những cái do các cái giác quan mình đối với các cảnh, thì ở đó đó chỉ loại là sao phối chúng ta. Cho nên ở đây đó, hay là loài dọa xoa la sát, dọa xoa là la sát, dọa xoa sự thật là dọa xoa.
Cho nên ở đây đó là quý vị thấy rằng á, chính cái nội tâm của một người bị chi phối như vậy, và vì vậy cho nên là không có thể vượt ra khỏi những cái sự chi phối của phiền não, nên là phải bị hệ lụy là khổ. Cho nên là khi con mắt á, con mắt mà đi đó thì đi đi tìm tội cái đó, hay là tai đắm nhiễm cái gì ấy, thì đi tìm tội cái đó, và dính mắc cái đó. Mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, và thân cũng vậy. Cái gì mà đắm nhiễm cái gì thì chính cái đó nó trói buộc, chính cái đó trói buộc. Cho nên là những cái người mà bị trói buộc ở gọi là các cái phiền não, thì rõ ràng là cái người đó không thể nào vượt ra khỏi cái đời sống luân hồi. Nhưng mà đối với điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là một vị tỳ kheo nào hay là vị tỳ kheo ni nào đã tận diệt được tham, tận diệt được sân, tận diệt được si, thì ở đây là chúng ta biết là ba căn gốc của phiền não được tận diệt. Thì bây giờ nè, quý vị thấy tham á, thì đối với bậc tu đà quần cũng đã đoạn một phần của tham rồi, nhưng mà chưa đâu, mới có cái tâm tham tư nguyên tà kiến nha. Bởi vì các ngài cũng thấy là luân hồi là khổ đó, đối với bậc thánh tu đà quần á, thấy luân hồi là khổ, thấy niết bàn là sự tịch tịnh rõ ràng đó. Nhưng mà rồi quý vị, nhưng mà các ngài cũng vẫn có cái niềm tin đối với tam bảo, với luân hồi, với nghiệp báo một cách rõ ràng đối với bậc thánh tu đà quần vậy. Rồi chúng ta nói đến cái bậc thánh mà tam quả đi, bậc thánh tam quả thì ở đây bậc thánh tam quả là đoạn trừ được sân đó, cái sân không còn, cái sân không còn, nhưng mà tham còn không? Cũng còn, còn nhưng mà nó tế, nó vi tế, chứ nó không phải là thô thiển như các cái bậc tu đà quần, mà cũng không phải là thô thiển như cái những người phàm phu. Những người phàm phu. Cho nên ở đây đó là trong ba cái căn bất thiện này, tham, sân, tham thì bậc tu đà quần cũng đã đoạn được một ít rồi, tức là đoạn được bốn cái tâm tham tương ương tà kiến, tức là về cái nhìn nhận, thấy rõ niết bàn và thấy rõ được cái gì, thấy rõ được cái đời sống luân hồi là khổ, và các vị ấy thấy đó là thấy rõ được cái ân đức, có niềm tin đối với ân đức của tam bảo. Bậc tu đà quần đã có những điều đó rồi, những cái gì của luân hồi thì các ngài hiểu rõ, biết rõ những điều đó. Cho nên cái chấp về ngã thân á, cái tự thân của cái tự ngã đối với thân này nè, thì đối với các bậc tu đà quần cũng đã được đoạn tận. Cho nên là chúng ta thấy rằng á, là mà mình gột sạch bớt cái phiền não chừng nào á, thì chúng ta được giải thoát giống như là một cái chiếc thuyền, hai cái chiếc xuồng ở quê, chúng ta nói là chiếc xuồng, trong miền Nam là gọi là chiếc xuồng, ví dụ vậy. Thì khi mà mình bị nước nó vô á, thì mình phải tát thôi, tát nó ra. Ở đây nếu mà có ai đi xuồng ghe nhỏ nhỏ đó thì mình biết đấy. Nước nó vô cái mình lấy cái gáo hay lấy cái gì đó múc nước tát ra ngoài hả, mà mình nước mà mình tát ra bớt chừng nào thì cái nhẹ cái thuyền đó, nó nhẹ nó lướt đi chừng nấy. Còn để nước mà nó khẩm ở trong thuyền á, nó khẩm ở trong xuồng á, thì chúng ta chèo bơi rất là nặng nề. Chèo bơi rất này. Ý muốn nói trong đời sống luân hồi
mà là con nào cũng không ngồi rồi mà cái nó sẽ nó khóc dễ giống nói ra mấy bạn này đã đầu còn một chút nữa chưa hết đâu chưa hết đâu. Như vậy thì bậc tu đầu quần đoạn được đối với cái tâm tham mà dính mắc ở trong ngũ dục đó, nó được dứt bỏ được dứt bỏ rồi. Bậc a na hàm được dứt bỏ được cái tâm tham mà tương ưng với lại tức là tâm sân, và đối với lại tâm tham mà dính mắc ở trong năm dục đó được 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 dứt trừ. Cho nên cái bậc tam quả đó thì cái vị này mà sau khi chứng quả đó thì cái vị này cũng phải tái sanh về cõi tịnh cư thiên hoặc là các cái cõi trời phạm thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới, trong đó có thể nói là từ những cái cõi trừ cõi vô tưởng ra thôi, chứ còn bậc tam quả phần lớn là sanh về cõi tịnh cư thiên, còn không thì sanh về các cái cõi sơ thiền cũng có. Thì ở đây á, muốn nói tới cái vị mà tam quả là như vậy. Còn đối với cái vị mà tứ quả tức là bậc A-la-hán á, thì vị ấy đoạn trừ là năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật đó. Thì ở đây quý vị thấy rằng á, là cái si mê á, vô minh ở đây là nó đồng nghĩa với si mê. Cho nên cái vị mà đoạn được cái vô minh á, thì có nghĩa là cái si nó không còn, si nó không còn, si phóng dật nó cũng không còn, cái si mê không còn. Như vậy thì cái tiến trình mà sanh tử luân hồi á, cái nhân để mà tạo ra cái đời sống luân hồi này nè, nó không có nữa, không có nữa. Cho nên là cái vị ấy mới vượt qua khỏi bờ bên kia, vượt ra khỏi bên kia. Khi mà vượt ra khỏi các cái sóng biển, sóng nước ngầm, nước xoáy hoặc là cá mập hoặc là la sát đó, thì vị đó đoạn tận được tham sân và si, thì vị ấy giống như là cái người mà vượt qua bên kia bờ đại dương, tức là vượt qua bên kia của bờ sanh tử luân hồi. Thì chúng ta thấy ở trong cái kệ ngôn này á, Đức Phật ngài dạy rằng với ai đã từ bỏ tham sanh và vô minh, tham sanh và vô minh vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này. Nãy chúng tôi nói là biển là luân hồi đó, với cá mập dọa xa, với sóng biển hải hùng, rất khó được vượt qua, là vị vượt ác đã từ bỏ thần chết, không còn có sanh y. Sanh đi là ý chúng tôi muốn nói ở đây nãy đó, chúng tôi nói nó là sanh hữu và nghiệp hữu, thì cái sanh đi đó nó không có còn hiện hữu nữa, không có nữa, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy là ma vương si ám. Chúng ta lùi vĩ vậy. Cho nên là khi mà nó nói đến ma vương thì muốn chướng ngại
không tính thẳng ngang thoát, tức là không thật ma để thượng không thật a la sanh về đâu đó. Thì xin thưa quý vị rằng vị a la hán là sau khi mà từ bỏ cái thân năm quẩn này rồi đó, thì các ấy vị ấy đã hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giải thoát, tức là không còn trở lại cái đời sống luân hồi nữa. Quý vị còn nghe không ạ? Có lẽ là cái đường truyền đó gì có lúc nó cũng bị chập chờn, cho nên lúc mà nghe được lúc không. Hy vọng là còn một chút nữa chúng tôi nói thì cho nó hết luôn. Thì cái mục đích của đời sống phạm hạnh á là để chấm dứt sanh tử luân hồi. Thường đó là chúng ta chỉ nghe rằng là chỉ nghĩ rằng là đặc biệt là có một số bộ phái của Phật giáo sau này đó, thì thường nói rằng có một cảnh giới nào đó và chính cảnh giới đó là trường cửu, là không biến hoại, nghe thì chúng ta nghe nó hay, nghe hay quá, nhưng mà nếu ở truy giải đọc pháp mà nó và gọi mà, tức là vì những yếu nào gọi là trường cửu, không một cảnh giới nào trường cửu, cho nên là vị a la hán là sau khi mà các ngài tu tập mà giác ngộ rồi đó, các ngài từ bỏ cái thân này đó, thì thường thường là chúng ta nghĩ tu thì đến có một lúc nào phải có cái sự an hưởng chứ, phải có một cảnh giới nào để chúng ta an hưởng chứ. Còn đằng này sao Phật dạy chúng ta là không có cái gì hết vậy, mà sự thật có cái gì thì cái đó đều là khổ á, cái đó là khổ á. Chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh phàm phu á thì rõ ràng chi khối bởi chi phối bởi ba cái khổ, dukkha tức là khổ khổ, cái thứ hai là sankhara dukkha tức là hành khổ, và cái thứ ba nữa là vina dukkha tức là hoại khổ. Thì cả ba cái tính chất của khổ đó, ba cái khía cạnh của khổ đó, thì chúng sanh phàm phu trong tam giới này đều phải khổ. Hay nói cách khác là chỗ nào có hiện khởi của năm quẩn thì cái đó còn khổ, mà chỗ nào không có sự hiện hữu của năm quẩn, mà ở đây chúng tôi nói là chỗ nào á, thì có nghĩa là định hình cho quý vị, định cho quý vị là ở nơi nào đó. Sự thật không phải, khi mà không còn cái sự hiện hữu của năm quẩn nữa thì thật sự đó là hạnh phúc. Cho nên thường là chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu cho đã thì phải có cái kết quả chứ, kết quả là một cảnh giới nào đó chúng ta an phải là trường sinh bất tử, là phải là không có khổ nữa mới được chứ. Sự thật ra thì Phật dạy chúng ta có bất cứ các pháp hữu vi nào thì cũng đều là khổ, có là khổ. Cho nên là mình hiểu cái câu mà mình thường gặp ở trong kinh là sabbe sankhara anicca tijada banya yabhasati athanibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Sabbe sankhara dukkha tijada banya yabhasati athanibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Sabbe dhamma anatta tijada banya yabhasati athanibbindati dukkhe esamaggo visuddhiya. Tức là các hành là vô thường. Rồi cái bài kệ thứ hai thì Đức Phật dạy là các hành là khổ. Hành là gì? Cái pháp mà tạo tác đó.
Hành ở đây là tất mà tạo tác. Các hành đều là khổ, đều là vô thường. À, nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta mà giới trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Phật dạy trong kinh vậy. Rồi Đức Phật dạy rằng các pháp là vô ngã, sắp bê tham ma anatta ti ya da ban nhã thạch nếp đất tý đúc kê e samago ti ya, các pháp là vô ngã, với trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàm chán, đó là thanh tịnh đạo. Như vậy thì nếu mà mình học nhiều pháp ở ban đầu đó, sơ cơ đó, thì quý vị thấy là gồm tất cả gọi là pháp. Thấy không? Nói này giống như học lớp 1 mà dạy cầm tay chỉ viết vậy đó. Không phải. Nhưng mà sự thật là chúng tôi nói cái ban đầu gồm tất cả là pháp, gồm có pháp hữu vi và vô vi. Thì Niết Bàn cũng là một pháp chứ không phải là không phải pháp. Không phải là không phải pháp. Mà Niết Bàn cũng là một pháp, nhưng mà nó là chân đế vô vi. Còn tâm, sở hữu tâm và sắc pháp thì cái đó gọi là chân đế hữu vi. Niết Bàn là chân đế vô vi, tức là nó không do điều kiện để có. Còn cái tâm, sở hữu tâm á, và sắc pháp á, thì nó do điều kiện, tức là duyên trợ tạo. Quý vị thấy rằng có cái, nếu mà sắc pháp á, là do tâm sinh, do nghiệp sinh, do thời tiết sinh, do vật thực sinh, sắc pháp của chúng ta cũng vậy, mà tâm của chúng ta cũng vậy, nó phải có những yếu tố để trợ sinh. Và tâm, tâm là gì? Luôn luôn biết cảnh, luôn luôn đóng vai trò cho các sở hữu phối hợp, luôn luôn là đồng sanh đồng diệt với sở hữu luôn, và đồng nương một căn, đồng biết một cảnh với tâm, mà sở hữu nó giống như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là Đức sở dĩ Đức Phật này dạy rằng các pháp là vô ngã, ngay cả Niết Bàn là không, cũng không có cái tôi, bởi Niết Bàn cũng là một pháp, mà ở đây Niết Bàn là pháp chân đế vô vi, còn tâm, sở hữu tâm, sắc pháp đều là chân đế hữu vi hết, tức là pháp có trợ tạo. Thì như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta đó là giới trí tuệ thấy rõ đau khổ được. Thật sự cái trí này, này đó, chúng ta thì chỉ mới có cái trí văn thôi, hoặc là chúng ta có một cái trí văn học ta phá của cái đất, cái đời sống luân hồi là như vậy. Vì vậy cho nên ở đây Đức nói mà tự giác ngộ như vậy đó, các bự mà đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn ti, thì bậc đó gọi là bậc thượng trí. Và khi mình trí đã đoạn tận là vượt ra khỏi sống, vượt ra khỏi sói cám sát, được tham, đoạn trừ được sân, đoạn được trừ được si, tức là căn gốc của pháp bất thiện. Và cái căn nó gửi duyên sinh, cái duyên sinh thì cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi đã được cắt đứt, cho nên là sự luân hồi nó không có, giống như là 12 cái mắt xích đó, thì cái chặt 12 nó tự động cái sự dây xích nó không có kết nối nhau được nữa. Vì vậy cho nên là Phật dạy là cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, đó tức là nói đến cái dòng luân hồi, tức là do vô minh có thì hành có, nhưng mà hành diệt thì là vô minh nó sẽ diệt. Chúng ta lưu ý như vậy. Thì ở đây trong nội dung của bài kinh này nó với ý nghĩa vậy, chúng tôi xin chia sẻ
qua cái điều mà Đức Phật Ngài dạy trong nội dung bài kinh này, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ và quý vị có nghe lại chưa? Kính chúc quý chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến chư thiên, hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, hộ trì chư Phật tử tu nữ luôn được sự an vui. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành.